Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Món Ngon Cô My. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn cách làm kem chuối. Kem chuối là một món ăn rất là quen thuộc với nhiều người. Vị chuối chín ngọt ngọt kèm theo đó là mùi thơm của đậu phộng và vị béo ngậy của nước cốt dừa và sữa. Sẽ là một món ăn vặt vô cùng hấp dẫn vào những ngày hè nóng nực này. Cách thực hiện thì lại vô cùng đơn giản. Sau đây thì mình mời các bạn vào bếp để thực hiện cùng mình. Ở đây thì mình có 10 quả chuối. Đây là loại chuối sim á. Các bạn nên chọn những trái chuối chín á để khi làm xong á thì kem của mình nó sẽ được ngọt và ngon hơn. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể chọn các loại chuối khác cũng được. Tiếp theo là 3 muỗng canh sữa đặc, 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh bột năng, 50g đậu phộng sống, 1/2 muỗng nhỏ muối, 400ml nước cốt dừa. Đầu tiên thì mình sẽ đem 50g đậu phộng này đi rang. Giờ thì mình sẽ cho đậu phộng vào chảo và bắt đầu rang đậu phộng với mức lửa nhỏ. Mình rang từ từ như vậy cho đến khi nào cái phần đậu phộng này nó chuyển sang màu vàng vàng và phần vỏ đậu phộng nó nứt ra là được. Bây giờ thì cũng đã được rồi đó các bạn. Để kiểm tra thì mình lấy thử một hạt ra ngoài, mình bóp thử. Khi nào mà các bạn thấy đậu phộng nó chuyển sang màu vàng như vậy là được rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi chuẩn bị phần bột kem. Đầu tiên thì mình sẽ cho nước cốt dừa vào. Các bạn có thể sử dụng nước cốt dừa lon hoặc nước cốt dừa vắt đều được. Tiếp theo thì mình sẽ hòa tan 2 muỗng canh bột năng vào. Bây giờ thì mình sẽ đem cái phần này đi nấu sôi. Lúc này thì mình nấu với mức lửa nhỏ. Các bạn khuấy đều tay để cho phần bột kem của mình nó không có bị vón cục. Các bạn khuấy cho đến khi nào phần bột nó sệt lại. Các bạn nhìn dòng chảy của bột nè. Như vậy là được rồi đó. Tiếp tục thì mình cho vào 3 muỗng canh sữa đặc. Ở đây thì mình sử dụng sữa đặc ông thọ để cho phần bột kem của mình nó được béo hơn. Tiếp tục thì các bạn cũng cho 2 muỗng canh đường vào luôn. Trong lúc này thì các bạn nhớ phải khuấy đều tay để phần bột kem không bị vón cục nhé. Tiếp tục thì mình sẽ cho vào nửa muỗng nhỏ muối để cho phần bột kem nó được đậm đà hơn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nấu cho phần bột kem này nó sôi lên. Bây giờ bột kem cũng đã sôi rồi, mình sẽ tắt bếp và đợi cho bột kem thật là nguội. Tiếp tục thì mình sẽ giã nhuyễn đậu phộng. Các bạn cho đậu phộng vào một cái túi ni lông rồi mình sẽ đem đi giã nhuyễn. Các bạn không cần giã quá nhuyễn đâu, mình giã cho nó 72-73 là được rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho đậu phộng ra ngoài một cái chén. Bây giờ thì mình sẽ đi lột vỏ chuối. Một trái chuối của mình sẽ là một cây kem. Ở đây thì mình có 10 trái là 10 cây đó các bạn. Khi mua chuối thì các bạn nhớ chọn những trái chuối chín nha. Như vậy thì phần kem của mình nó mới ngọt và ngon được. Những trái chuối sống thì nó rất là chua và nó chát nữa, không ngon đâu nha các bạn. Ở đây mình mua là chuối sim nó đã chín vàng rồi, rất là ngon luôn. Mình lấy hết những cái chỉ chuối ra luôn. Chuối thì mình lột rất là đơn giản luôn các bạn. Bây giờ trời cũng đã chuyển nóng lại rồi, rất là oi bức luôn. Nên mình muốn chia sẻ với các bạn cách làm kem chuối để ăn cho mát. Kem chuối khi ăn vào thì mát lạnh mà lại rất ngon. Hy vọng các bạn sẽ đưa kem chuối vào thực đơn các món ăn mát lạnh ngày hè của gia đình. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu ép chuối. Các bạn chuẩn bị một cái bọc ni lông rồi mình cho chuối vào. Mình cho vào một trái thôi nha các bạn. Xong rồi thì mình gấp phần đầu bọc lại xuống như vậy. Tiếp tục thì các bạn dùng một con dao
mình ép cho chuối nó dẹp xuống. Các bạn cũng có thể sử dụng cái thớt mà hình chữ nhật á, mình ép xuống như vậy cũng được, không nhất thiết á, là phải dùng dao giống mình đâu. Mình cũng đã ép xong rồi đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ để cái chuối qua một bên. Tiếp tục á, thì mình sẽ làm như vậy cho đến hết. Bọc này á, có bán ở các cửa hàng tạp hóa, cũng rất là rẻ luôn các bạn. Mình mua khoảng 5.000 thì rất là nhiều luôn. Bọc thì cũng có rất là nhiều kích cỡ khác nhau, các bạn chọn kích cỡ sao mà cho vừa cái chuối của mình là được rồi. Như vậy là mình cũng đã chuẩn bị xong các nguyên liệu rồi. Giờ thì mình sẽ bắt đầu làm kem. Đầu tiên thì các bạn dùng tay lọn các phần miệng bọc vào sát quả chuối như vậy nè. Mình mở cho cái miệng bọc nó bự bự như vậy để dễ cho bột kem vào. Tiếp tục thì mình sẽ múc bột kem cho vào. Mình thì mình sẽ cho vào khoảng 3 muỗng bột kem. Nếu các bạn nào thích nhiều hơn thì cũng có thể cho nhiều hơn. Sau khi cho vào thì mình dàn đều ra xung quanh quả chuối như vậy nè. Tiếp theo thì mình sẽ cho đậu phộng vào. Các bạn nào thích ăn đậu phộng nhiều thì cũng có thể cho nhiều. Tiếp tục thì mình sẽ lật lại mặt sau. Mặt sau thì mình cũng làm tương tự như vậy nha các bạn. Sau khi chét kem đều cả hai mặt thì mình bắt đầu lận bọc lên trở lại. Sau đó thì mình dùng tay ấn nhẹ như vậy nè, cho phần kem và phần đậu phộng nó được dàn đều ra. Cuối cùng thì mình sẽ gấp phần miệng bọc lại. Như vậy là xong rồi đó các bạn. Mình đã có một thành phẩm đầu tiên rồi. Tiếp tục thì mình sẽ làm thêm một cây nữa cho các bạn được nhìn kỹ hơn. Lần này thì mình cũng làm tương tự như cây lần một luôn. Tiếp theo thì mình có chuẩn bị một cái hộp để đựng kem chuối. Bây giờ thì mình sẽ xếp kem chuối vào trong hộp. Các bạn hãy xếp cho nó ngay ngắn để khi đông lạnh xong thì kem của mình nó sẽ có hình dạng đẹp hơn. Ở đây thì mình tổng cộng có 10 cây kem chuối. Bây giờ mình xếp vô hộp để đem đi đông đá là mình sẽ ăn được rồi. Xong rồi các bạn ơi. Giờ thì mình sẽ đậy nắp lại và đem vào ngăn đông của tủ lạnh á, để trong vòng 8 tiếng thì mình sẽ ăn được. Kem chuối đã để được 8 tiếng rồi đó các bạn. Bây giờ thì kem nó đã đông lại hết rồi. Mình sẽ lấy ra và thưởng thức nhé. Các bạn ăn bao nhiêu thì lấy ra bấy nhiêu. Còn những cây kem chuối còn lại thì các bạn tiếp tục để trong hộp và mình bỏ vào ngăn đông tủ lạnh để ăn từ từ. Kem chuối thì mình có thể bảo quản và ăn trong vòng 1 tuần đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ lấy một cây và mở ra cho các bạn xem thử. Rất là lạnh luôn các bạn. Kem chuối mà mình ăn lạnh như vậy thì nó mới ngon. Mình sử dụng chuối chín cho nên kem chuối nó có một cái màu vàng rất là đẹp luôn. Ngoài ra thì còn có lớp đậu phộng nhìn rất là hấp dẫn. Rất ngon luôn các bạn. Lớp kem thì lành lạnh, béo vị nước cốt dừa và sữa. Phần chuối thì nó ngọt ngọt, rất là ngon.
lớp đậu phộng gì béo béo giòn giòn, ăn vào thì cảm thấy mát lạnh cả người luôn đó các bạn. Vậy là mình cũng đã thực hiện xong món kem chuối rồi. Chúc các bạn thực hiện thành công món ăn này nhé. Video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Và nếu thấy hay thì các bạn hãy cho mình một lượt like, một lượt đăng ký và bấm vào nút chuông để có thể nhận thông báo về những video sau của mình sớm nhất. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.